Đầu tiên cho phép Trung được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị quan khách, tất cả các anh chị và các bạn diễn viên, tất cả các anh chị và các bạn phóng viên đã đến đây để cùng ra mắt buổi công chiếu phim Đôi Mắt Âm Dương ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Vâng ạ, cảm ơn anh rất nhiều. Và trên sân khấu thì các diễn viên rất là quen thuộc, và Huy nhìn thấy được là có sự xuất hiện của Huỳnh Uyển Ân. Đây là lần đầu tiên Ân tham gia vào dự án phim điện ảnh, thì không biết là cảm xúc của bạn như thế nào, có thể chia sẻ cùng với quý vị khán giả trong buổi tối ngày hôm nay được không ạ? Dạ, khi mà được mời tham gia phim điện ảnh thì em rất là vui, nhưng mà khi mà được anh hỏi em cũng nhấn thêm rất là sợ. Tại vì lần đầu em trả lời cũng nhấn cho nên không biết nói gì hết trơn. Là nãy giờ em nói rất nhiều rồi đó. Dạ, em cảm ơn. Vâng ạ, có thể cho một tràng hỗ tay thật lớn cho diễn viên Huỳnh Uyển Ân được không ạ? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với các diễn viên và đạo diễn của bộ phim một tí xíu. Với cái tựa đề của bộ phim lần này là Đôi Mắt Âm Dương. Vậy nếu như đặt ở trong đời thực, một ngày nào đó tỉnh dậy, tự nhiên cái mình cảm thấy hình như mình có đôi mắt âm dương thiệt, lúc đó cảm xúc của các diễn viên sẽ như thế nào ạ? Có vẻ như anh chị Thu Trang ngủ. Nhắm mắt lại liền hả chị? Nhắm mắt lại liền và ngủ liền luôn, tại rất sợ ma mọi người ạ. Tại vì thật ra thì em cũng chưa theo dõi bộ phim này, cho nên là em cũng không biết là đôi mắt âm dương sẽ thuộc về ai. Cho nên là em hỏi đại đi anh Quốc Trường đi. Bây giờ anh Quốc Trường có đôi mắt âm dương thì anh sẽ làm gì? Tại vì anh cũng đã tham gia bộ phim này và biết đôi mắt âm dương sẽ làm được những gì trong bộ phim này. Thì giống như là Thành nói vậy đó, biết đường để né chứ gì. Nói đùa chứ thật sự nếu mình có đôi mắt âm dương á, thì Trường nghĩ là thời gian đầu Trường sẽ rất là sợ. Sợ lắm, chắc có giống chị Trang phải đi ngủ rồi. Thời gian sau bình tĩnh lại mới mở mắt từ từ và tiếp nhận những cái người xung quanh mình như vậy. Không biết còn diễn viên Bảo Thanh thì thấy như thế nào? Nếu một ngày mở mắt dậy như vậy. Với mình thì chắc là không còn nếu đâu, thôi mình sẽ không trả lời nữa. Không dám nghĩ là trong quá trình quay phim thì Thanh cũng đã từng thấy mọi người tạo hình cho các cái nhân vật trong phim. Ban đầu thì chính bản thân mình cũng được hóa trang thành một cái nhân vật âm dương như thế. Và có một cái sự việc xảy ra, đó chính là chị hóa trang sau khi mà make up cho Thanh xong thì nói là Thanh em nhìn chị đi. Chắc là bà định kiểu kiểm tra coi là đã xong được chưa anh. Anh còn nhớ đoạn đấy không ạ? Xong rồi mình nhìn lên thì chị ý bỏ chạy luôn. Thì Thanh nghĩ rằng là chắc là cái giây phút đấy chị ý có con mắt âm dương, thì nếu như mình mà cũng có mắt âm dương chị ý chắc là mình nhìn mọi người xong mình cũng bỏ chạy luôn, vì đâu biết là ai đứng cạnh mình là âm hay là dương đâu, biết đâu. Không biết đâu nhìn qua nhìn lại. Không biết là bữa nay chị Trang có thấy ai lạ lạ ở đây không ạ? Cảnh báo cho mọi người để né nhá. Mọi người yên tâm, hôm nay chỉ có chúng ta thôi. Cho nên không có ai ở đây hết. Yên tâm mà coi Đôi Mắt Âm Dương cả nhà nha. Dạ, em xin cảm ơn. Còn với đạo diễn Nhất Trung thì như thế nào khi mà anh đã chọn đây là chủ đề của bộ phim lần này ạ? Thật ra thì Trung cũng không biết rằng là những người xung quanh đó thì không biết là có ai đã từng thấy hay chưa. Khi viết kịch bản này thì Trung cũng tưởng tượng thôi. Nhưng mà khi đoàn phim quay thì nghe rất nhiều những cái người lạ trong đoàn mà không có đeo thẻ, và cũng đoàn cũng không biết là ai, cho nên rằng là cũng lo lắm. Trung còn nhớ là có một lần tầm 2-3 giờ sáng, Trung còn nhớ một lần là quay ở cái bối cảnh là nhà của Lisa. Các bạn biết bối cảnh đó thì nó rất là đáng sợ. Thật sự cái bối cảnh đó đã được bỏ hoang từ sau năm 75, và hiện giờ thì trường đại học kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp quản, nhưng mà họ vẫn không có ở đó. Tức là nó hoang vu và nó đáng sợ lắm. Thì đoàn phim quyết định chọn cái nơi đó để quay bộ phim Đôi Mắt Âm Dương trong cái bối cảnh nhà của ca sĩ Lisa. Thì quay mà sao có một số người cứ lại kêu chung anh ở chỗ khác, anh ở phía sau anh có đứa bé nó ngồi đó. Thật sự chung cũng không thấy, nhưng mà không biết rằng các anh chị trong đoàn là có giỡn hay không. Nhưng mà thật sự rằng khi quay bộ phim này ở Đà Lạt thì sự kiện nó mang lại nhiều cảm xúc lắm mà mọi người. Có thể thấy quay một bộ phim không dễ dàng. Không, lúc đó là khẳng định với Trung luôn là trong cái không khí đó 2-3 giờ sáng đó, rồi ngay cái bối cảnh đó không ai dám giỡn đâu Trung. Không ai dám giỡn với Trung đâu, thật ra là người ta thấy thiệt đó. Ngay cả Trang với Thanh lúc đó quay cái đó cũng gặp tai nạn rất là nhiều đúng không? Hai chị em gặp tai nạn liên tục ở trong cái bối cảnh nhà Lisa đó, là phải ra cúng kiến rồi tùm lum. Như vậy là rất là nhiều khó khăn để hoàn thành một bộ phim giống như là chúng ta đang thấy sắp thấy thành quả. Chính vì vậy mình có thể dành cho ekip một tràng vỗ tay được không ạ? Vâng ạ, và ngay bây giờ thì Huy xin phép được mời
là sức đồng đăng.